Chào các bác, em tiếp tục giới thiệu thêm với các bác trên màn hình là ba chiếc đầu CD của Nhật, hai chiếc Victor, một chiếc Kenwood. Chiếc ở trên cùng là chiếc CD Victor 221, chiếc ở dưới là 311. Còn đặc biệt nhất là chiếc CD Kenwood 990SG là con ở dưới trong ba con đen. Đây là con Kenwood 990SG em vừa nói với các bác. Kenwood 990SG các bác nhé. Còn này tiếng thiên giải trầm, anh em là thích nghe là giải trầm thì nghe nó. Còn dòng 311 này thì là nó đều giải, nó không thiên giải nào cả. Và 221 thế nó dòng phổ thông, nghe tiếng nó sạch sẽ, phù hợp với cả anh em chơi bình dân. Đây là con 311. Còn đây là con 221. Đấy, ngoài ra thì em về rất là nhiều đầu khác, đầu Pioneer, đầu Soli, đầu Đờ Nông, mặt vàng, mặt đen, đầu Technic, đủ các loại. Và rất là nhiều loa âm ly để anh em phối ghép thành một bộ nghe nhạc hoặc hát, xem phim thoải mái. Anh em có nhu cầu thì alo cho em 0983698883.